Sáng nay ngày 15 tháng 2 năm 2022, ngân hàng AgriBank chi nhánh thị xã Kiến Tường tổ chức lễ khai trương máy gửi rút tiền tự động AutoBank CDM. Đây là chi nhánh đầu tiên trong khu vực Đồng Tháp 10 của Long An được trang bị dòng máy CDM hiện đại này. Dưới máy Autobank CDM khách hàng có thể sử dụng được hầu hết các dịch vụ thanh toán như nộp rút tiền, chuyển tiền, mở tài khoản tiền gửi trực tuyến, thanh toán hóa đơn sau kê dư nợ thẻ tín dụng, đăng ký SMS banking và tự động phân loại các mệnh giá tiền khi giao dịch. Sau thời gian lắp đặt và vận hành thử nghiệm thành công vào tháng 1 năm 2022, đến nay chi nhánh thị xã Kiến Tường đã hướng dẫn thao tác cho khách hàng giao dịch an toàn, nhanh chóng và thuận lợi, đảm bảo đủ điều kiện đưa vào hoạt động chính thức. Tất cả là 13 chi nhánh trực thuộc ở trên các địa bàn thị xã thành phố thì hướng tới là mỗi cái chi nhánh thì chúng tôi đều đặt một cái CDM để cho khách hàng trải nghiệm những cái tiện ích từ cái máy này để mang lại đồng thời là thực hiện tốt cái thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của chính phủ cũng như hàng nhà nước. Được biết, đây là máy CDM thứ 5 của Agribank chi nhánh Long An. Trước đó, ngân hàng đã khai trương hai máy ở hội sở chính tại thành phố Tân An, cùng hai máy tại Agribank chi nhánh Đức Hòa và Đông Đức Hòa.